Với hơn 2.000 ca nhiễm COVID mới mỗi ngày, Sài Gòn đối mặt với nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ. Sài Gòn, thành phố lớn nhất Việt Nam, đang trên bờ vực suy sụp về y tế khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đang phá trung tâm chủ cung ứng và thương mại của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hợp khẩn vào hôm 15 tháng 7, kêu gọi sự đoàn kết và huy động các nguồn lực để chống dịch trong thành phố và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam ông Phạm Minh Chính còn yêu cầu tăng cường nỗ lực để duy trì tăng trưởng kinh tế và cùng lúc chống dịch. Thủ tướng Việt Nam nói, các tỉnh có dịch phải ưu tiên khống chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch. Ở những nơi an toàn thì lo tổ chức sản xuất tốt. Cuộc họp được tổ chức vào ngày, Việt Nam ghi nhận 3.379 trường hợp dương tính mới trên toàn quốc, trong đó 2.691 trường hợp là ở Sài Gòn tỉnh Bình Dương lân cận báo cáo 122 trường hợp, trong khi Đồng Nai phát hiện 132 trường hợp. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày 27 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7, trên cả nước đã ghi nhận tổng số 40.558 trường hợp nhiễm virus. Từ khi dịch bùng phát vào đầu năm 2020 đến ngày 16 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận 44.131 trường hợp bị nhiễm bệnh, và 225 trường hợp tử vong. Tính riêng trong tuần này, cả nước ghi nhận hơn 8.000 trường hợp dương tính mới, hơn 6.000 trường hợp là ở thành phố Hồ Chí Minh và 1.500 trường hợp ở các tỉnh miền Nam. Sự gia tăng trường hợp nhiễm bệnh mới nhanh chóng này diễn ra trong khi Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn để đẩy nhanh tốc độ chích ngừa. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có 4% trong tổng số 100 triệu dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, thấp nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Sau nhiều đợt bùng phát tại các nhà máy ở các tỉnh phía Bắc gần Hà Nội là Bắc Giang và Bắc Ninh, vào ngày 5 tháng 6, chính phủ đã phát động quỹ vaccine, kêu gọi người dân và doanh nghiệp đóng góp tài chính để bảo đảm có thể mua đủ số liều vaccine trị giá 1,1 tỷ Mỹ Kim với mục tiêu chết ngừa cho 70% dân số vào đầu năm tới để đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, lượng vaccine về đến Việt Nam như nhỏ giọt trong bối cảnh khan hiếm vaccine vì các nước châu Á khác đã tiến hành việc đặt mua vaccine từ sớm. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch rất cao, những thể đào tà có khả năng lây lan rất nhanh và đã được ghi nhận ở 58 trên 63 tỉnh và thành phố và số ca nhiễm mới ở Sài Gòn sẽ tiếp tục ở mức cao. Nhiều ổ dịch đã bùng phát tại các chợ đầu mối, khu công nghiệp cũng như các khu dân cư đông đúc trên địa bàn thành phố Sài Gòn. Hôm 16 tháng 7, ông Hứa Quốc Hùng, trưởng ban quản lý các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị quản lý 14 khu công nghiệp xuất khẩu, cho biết đã có 1.837 trường hợp nhiễm virus được phát hiện ở các cơ sở kể từ ngày 27 tháng 4. Có hơn 1.000 doanh nghiệp, bao gồm các công ty công nghệ lớn như Samsung, Intel, có trụ sở tại 14 khu công nghiệp xuất khẩu thuộc thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số 274.000 công nhân. Theo số liệu chính thức, Việt Nam hiện đang cách ly tập trung 270.665 người, trong đó 3.564 người bị cách ly trong các cơ sở y tế, 77.435 người bị cách ly tại các cơ sở tập trung, còn lại 189.666 người đang bị cô lập tại nhà khi có nguyên một khu phố hay một khu chung cư bị cách ly. Theo lãnh đạo thành phố cho biết, các cơ quan chức năng đang chuẩn bị bổ sung thêm 5 bệnh viện giả chiến tại Sài Gòn để bảo đảm thêm 50.000 giường bệnh do 19 bệnh viện giả chiến hiện có đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên y tế cũng như vật tư thiết bị. Ông Tăng Chí Thường, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca mới đang tăng nhanh, đòi hỏi nhiều nhân lực hơn. Thành phố đang thiếu nhân sự, vì trung bình 1.000 giường bệnh cần 200 nhân viên y tế. Bộ Y tế cho biết đã huy động một lực lượng 10.000 nhân viên y tế và tình nguyện viên để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 15 tháng 7, Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn mới về việc rút ngắn thời gian điều trị cần thiết cho bệnh nhân không có triệu chứng, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Sài Gòn và Bình Dương. Thành phố Sài Gòn là đầu tạo kinh tế của Việt Nam. Năm 2020, 22,3% tổng sản phẩm quốc nội của cả nước đến từ Sài Gòn.